Chào mừng các bạn đã đến với kênh Chin Chó Cỏ. Hôm nay, Chin mời các bạn cùng xem đoạn video clip về một bé mèo tên là Bột, vì em ấy có bộ lông màu trắng giống y như Bột vậy. Em ấy có đôi mắt trong veo màu xanh dương. Và hôm nay, trong đoạn video clip này, em ấy sẽ bán hoa Tết. Các bạn hãy theo dõi để xem em ấy bán những loại hoa nào nha. Con chào cô chú, con tên là Bột, con bán bông. Cô chú mua ủng hộ cho con nha. Con bán hoa màu gà, hoa vạn thọ, hoa cam, cô chú thấy đôi mắt của con có đẹp không? Hey, vậy là công bán bông tết hôm nay của con là 2 trái chuối ngọt đó cô chú. Con cảm ơn cô chú đã theo dõi đoạn video clip này của con. Con chúc cô chú thật nhiều sức khỏe nè. Tạm biệt cô chú.